quý khán giả, các chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu từ trường Đại học Cần Thơ cho rằng mỗi năm mực nước biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long dâng cao thêm khoảng 3 mm. Điều này có nghĩa là triều cường năm sau lại cao hơn năm trước. Thực tế thấy rõ nhất ở các đô thị lớn khi tình trạng nước ngập thường xuyên xảy ra. Xe chạy trên bờ giờ phải cần thêm tính năng lội nước. Ghi nhận của phóng viên Đài trong đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua tại thành phố Cần Thơ. Triều cường dân, xe tắt máy, nhóm học sinh này trễ giờ học, nước ngập, người qua đường không còn tâm trạng ăn uống. Dù mở cửa từ rất sớm, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, quán cà phê của bà Nguyệt vẫn vắng khách. Buôn bán cũng khó khăn, mà xe người ta chạy cũng khó nữa. Giờ cũng như nhờ với chính quyền, nhà nước đồ nâng cấp cái đường cho cao ráo lên. Thưa quý khán giả, tôi đang có mặt tại đường Cách mạng tháng 8. Đây là một trong những trục đường thường xuyên bị ngập sâu của nội ô thành phố Cần Thơ. Dưới chân tôi lúc này thì mực nước cũng đã cao hơn mặt lộ khoảng 5 tấc. Để hỗ trợ cho người dân đi lại, sinh hoạt, học tập, đội cảnh sát giao thông của quận Ninh Kiều đã phối hợp cùng với đội dân quân tự vệ của phường phân luồng hỗ trợ cho người dân đảm bảo cho việc đi lại được thông suốt và an toàn. Gây thiệt hại kinh tế, nước ngập còn ảnh hưởng lớn tới đời sống, sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Để chống ngập cho nội ô, thành phố Cần Thơ triển khai xây dựng nhiều công trình như kè sông Cần Thơ, các cống ngăn triều, âu thuyền cái khế, âu thuyền đầu xấu, cải tạo các tuyến rạch cùng cống thoát nước của 32 tuyến đường khu vực trung tâm quận Ninh Kiều. Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương nhận định, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là một trong số 6 đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập lụt, chịu tác động nặng của biến đổi khí hậu trong tương lai. Nên trong quy hoạch dài hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về cao độ san lấp có mốc khác nhau ở từng huyện, thị xã, thành phố. Nơi thấp nhất là cộng 1m9 và nơi cao nhất là cộng 2m55 so với mốc cao độ không quốc gia. Nâng cao độ công trình là bài toán khả thi để tránh ngập, nhưng khi thực hiện thì việc đồng bộ giữa quy hoạch mới và các công trình có sẵn trước đó cũng là điều cần quan tâm, tránh tình trạng đèn nhà ai nấy sáng, khiến áp lực nước ở nơi cao càng dồn xuống những khu dân cư trước đó, làm tình trạng ngập nặng hơn. Đây là hình ảnh được ghi nhận hơn một năm trước, khi triều cường lên kết hợp với cơn mưa dài gần 4 tiếng. Nhiều nơi trên địa bàn thành phố Vị Thanh ngập sâu trong nước. Hơn 100 hộ dân sinh sống ở khu vực 2 phường 5 phải chịu cảnh sống chung với lũ. Cứ mưa, thí dụ là nó ngập rồi, nhưng mà khu kia là gốc, còn ở đây là không xuống. Cứ giữ nước hoài 4-5 ngày mới có thể rút được. Mỗi năm là nước mưa là vừa xong là tiếng hồ là rút khô. Mà có là năm nay là nó mưa quá trời mưa rồi, giờ nước nó ứ động luôn, bây giờ là tới đầu gối hết trơn rồi. Bây giờ là nói chung nhà cửa là giờ nó ngập hết trơn, đồ đạc ngập hết, giờ còn có bụi giặt không chứ giờ không còn cái gì hết trơn. Công ty công trình đô thị tỉnh cử lực lượng khơi thông cống rãnh, nhưng điểm giao nhau về hệ thống thoát nước khu dân cư phường 5 giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chưa khớp nhau. Cộng thêm nền đất sụt lún ở một số khu vực làm cho tuyến cống chính ở đường Võ Văn Kiệt, đường Điện Biên Phủ, đường Qua Bình bị quằn vào trong nội ô, khiến tình trạng thoát nước chậm, gây ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn. Các hệ thống thoát nước mới xây cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Đoạn đường Lê Hồng Phong thuộc phường 4 được đầu tư nâng cấp, nhưng nắp cống lại cao hơn so với mặt đường từ 3-5 cm, khiến tính năng thoát nước trong mùa mưa này gần như bằng không. Thấy ngập đường vô đường 3-4 chấp cầu đó, nó bị ngập nhiều lắm. Xe chạy không được, du lịch xe con chạy nó cũng ngập nửa xe. Nhưng nắp bông cống nó cao hơn, nó làm cho nước chảy không được, nó bị ngập úng. Nâng lên cho nó bằng, cho nước nó rút, rồi này kia dân nó dễ đi. Trời mưa thì nó rút phải chậm, là bị gì cái nắp bông cống nó cao hơn. Quan tâm đồng bộ hệ thống thoát nước giữa các giai đoạn xây dựng cũng là điều cần quan tâm. Triều cường năm sau cao hơn năm trước là nỗi lo, nhưng đáng ngại hơn là tốc độ sụt lún của đồng bằng lại nhanh gấp 3-4 lần so với nước biển dân. Sau đây là gợi mở của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ về vấn đề này.
Thưa Phó Giáo sư, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang thực hiện mức cao độ đối với các khu dân cư, khu tái định cư và các công trình phục vụ cho lợi ích công cộng theo cột mốc cao độ của quốc gia. Tuy nhiên thì khi mà áp dụng có một cái sự chênh lệch so với các khu dân cư và các cái công trình hiện hữu. Với góc nhìn của Phó Giáo sư, vai trò là làm tham mưu cố vấn cho các dự án của chính phủ ở đồng bằng sông Cửu Long. Phó Giáo sư có những cái gợi mở như thế nào từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới chúng ta có thể áp dụng phù hợp đối với đồng bằng và cụ thể là tại tỉnh Hậu Giang? Nâng cái cao trình của một số công trình mới vừa làm hay là sắp tới sẽ làm, nếu chúng ta chỉ nhìn vào một công trình thì không giải quyết được vấn đề, mà chúng ta phải nhìn mang tính tổng quan hơn cả một cái vùng nào đấy. Chẳng hạn chúng ta bàn về huyện Châu Thành thì chúng ta bàn về cái chuyện là cái công trình đấy nó nằm trong cái tổng thể xung quanh nó là cái gì để giải quyết cái chuyện đấy cho phù hợp. Trên thế giới đó là họ có cái tầm nhìn tổng quan trước, nhìn chung cho toàn cái vùng trước, và sau đấy thì với những cái tầm nhìn tổng quan của cái vùng thì họ mới đầu nhìn vào những cái khu vực cụ thể để mà xem giải quyết cái khu vực đó nó sẽ nằm trong cái bối cảnh tổng chung như vậy đó, nó sẽ có gặp phải những khó khăn gì, và khi giải quyết cái vấn đề khó khăn của cái vùng nhỏ đó thì xem xét xem là cái giải pháp chúng ta nêu ra nó có thật sự hiệu quả cho cái vùng này hay là không, hay cái giải pháp chúng ta nêu ra là phải cần có sự chung tay của các đơn vị xung quanh nữa. Bởi vì là cái gọi là cái vấn đề về cái quy hoạch vùng của chúng ta đó là một những cái rất là quan trọng. Dần biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mực nước biển thì ngày càng dâng cao. Vấn đề hiện nay đối với các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long cần làm là gì thưa Phó Giáo sư? Cần phải nhìn trong cái bối cảnh của cả đồng bằng, chứ không phải chỉ nhìn ở bối cảnh của một cái thành phố hay một tỉnh nào đấy. Tại vì chúng ta có tính liên vùng rất là lớn, và như vậy thì chúng ta cần phải xác định được rằng là cái quan tâm của chúng ta một đơn vị tỉnh hành chính nào đấy thì nó nằm trong bối cảnh của đồng bằng như thế nào. Cái là cái mà tôi nhấn mạnh. Và như vậy thì hiện nay chúng ta biết là chính phủ đã có cái quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long. Với cái quy hoạch này thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quát về phát triển đồng bằng, và từ đấy chúng ta sẽ có được những cái quy hoạch phát triển cho cái vùng chúng ta đang quan tâm một cách cụ thể và đầy đủ. Cái vấn đề là chúng ta sẽ phải làm sao để thấy được cái tính liên kết giữa các cái vùng với nhau. Chúng ta chẳng hạn chúng ta nếu chúng ta làm công trình để mà bảo vệ một cái vùng nào đấy ở Cần Thơ chẳng hạn, thì chúng ta xem là nó có thể có tác động lên Hậu Giang hay Sóc Trăng hay An Giang như thế nào, thì cái tính liên vùng đó là chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ. Ngoài ra thì để đảm bảo cho cái công tác mà quản lý nhà nước tốt ấy, thì cái nghiên cứu khoa học cũng giữ vai trò rất là quan trọng để mà đảm bảo là cung cấp lên được những cái cơ sở nền để từ đó các cái đơn vị quản lý nhà nước có thể đưa ra những quyết định phù hợp hơn. Và cái quan trọng đó là các cái nhà khoa học cũng như là nhà nước phải ngồi lại với nhau để xác định được cái vấn đề cần phải nghiên cứu cũng như là đưa ra những giải pháp mang tính phù hợp. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư trả lời phỏng vấn ạ.